Rồi em với cá chào anh em nha. Hôm nay em lên ba con máy sới Nhật bãi rồi anh em ơi. Chạy xăng dầu. Hôm nay chạy xăng hay chạy dầu? Chạy xăng 4 thì. Ba con này nó chạy xăng 4 thì, nói chung là cái mặt hàng này thì cũng như thường lệ cái hình thức mua bán bên em thì toàn bộ là em bao ship hết anh em nha. Tất cả toàn bộ các đơn hàng của em đưa ra thì toàn bộ là nó là cái giá là em đã bao ship hết. Và mỗi một con máy nó sẽ có một cái mã số và một cái giá tiền. Đây, 5.8 triệu mã số 1, chỉ có 3 con 123 thôi anh em nha. Đó, là cái giá tiền nó nằm ở phía trước thì cái giá đó là đã là bao gồm phí ship rồi anh em nha. Đó. Riêng máy cày này thì máy sới này thì em đã dọn nổ đầy đủ, vệ sinh sạch sẽ, dọn nổ anh em về là dứt luôn anh em nha. Nói chung là chạy xăng 4 thì. Đấy. Mấy cái loại này thì em không có rành, thì bây giờ ông anh em cũng sẽ quay chi tiết từng cái chức năng của nó thì anh em xem và tham khảo nha. Đó, giá thì coi như là đã em đã in lên trên đây, mỗi một con nó có mỗi một giá đây. Đó, giá thì đã là bao ship rồi anh em nha. Con này 4.8 triệu, con này 4.8 triệu, con số 2, số 3 4.8 triệu, con số 1 là 5.8 triệu là bao ship rồi anh em ơi. Đấy, máy thì dọn sạch sẽ, nổ đẹp ngon lành. Đó, không cần phải cái làm cái gì nữa anh em nha. Rồi bây giờ ông anh em sẽ quay cho anh em xem. Rồi, chào anh em ạ. Đây, trước hết em nói luôn cho anh em biết là tất cả máy ở đây là bên Nhật giờ là rin hết, không có đụng chạm bây giờ bên trong chiếc hết, kẻ nước ngay kẻ nước son. Kẻ đầu lên con thứ con số 1 là em giới thiệu trước cho anh em mà con luôn nè. Con này là con Kuwata tơ mẹ 31. Anh em thấy cái khối bô là cái bô, chỉ có cái bô là cái bô giờ là sơn lại cái bô này nó cháy nè, mới nổ nó cháy. Đó. Con đây là Kuwata tơ mẹ 31, đầu nó là OHW đời mới. Công suất của nó là GH100, công suất 305 HP. Con này để xài bộ dây nhớt nha. Con này xài bộ dây nhớt. Con này đi bộ dao mới nha anh em bà con nha. Đang đi bộ dao mới. Từ bên nó giờ là bên nó đi bỏ, nó đi bộ cặp bánh xe nhưng mà hư rồi. Test cho anh em mặc xem. Còn đại số của nó là 2 số tiếng này, 1 số tiếng, 2 số tiếng và 1 số lùi. Này số 1 này. Đây để con ra đi. Này số lùi này. Lùi lại này. Số 2. À. Cứ vô số là sẽ coi lên ở đây. Rồi con này cũng biết rồi, con đẹp lắm. Đến giữa là bông no này, ngay đây nó có một bông no này, quê bên này nó cũng có bông no. Tắt là để đi vô tắt. Rồi quay con đây là con Kuwata. Con đây con Kuwata. Nó là TME 25. Đó. Thường người ta thường gọi là Kuwata rùa. Đầu nó mu này như mu rùa nè, ta gọi Kuwata rùa. Nó có bởi nơi bên đó giờ nó cắn nó có bởi trước đây chút xíu nè. Nhưng mà tình trạng bên trong là không sao, bên trong máy móc rồi, ốc rồi sáng trưng đẹp. Liền lạc. Đẹp. Con này đang đi bộ dao rinh luôn. Con này thì chỉ có thẻ con, bóp con và thẻ con là nó đi thôi, chứ không cần phải vô số. Đây nó là cào cào.
Con này anh em bà con mà mua nó sẽ có một cái cây trống này nữa nè, nó có một cái trống nữa, cái đây là cái bánh xe. Ví dụ như anh em mua con máy nó sẽ kèm theo một cây trống ngồi sau nữa, đây là bánh xe để anh em đẩy đi đường đó. Anh em chỉ cần đè tay lái xuống thôi, đè tay lái xuống là hai tay mình đẩy đi để đi thôi. Máy thì nổ rất êm, bao pin hết nha anh em nè, không hé lộ dàn trái. Con bên đây cũng vậy. Ví dụ anh em mua nó sẽ có một cái bánh xe kèm theo nữa, có bánh xe đi theo nữa. Bánh xe này lên của Nhật luôn nha, bánh xe này lên của Nhật luôn. Nó có một cây trống nữa, nó có một cây trống nó kèm theo nữa. Rồi tao phiên con đây là con Yanma MT310, là tất nhiên là nó MT310 á, công suất của nó là 3 ngựa, 3 BS, công suất của nó là 3 BS, nó 3 ngựa, chất liệu máy rồi là nó liền lạc đẹp hết. Tụi mình nói nó giờ lại in xóa sao in vậy luôn. Còn đây đi bộ dao green nào đẹp luôn này. Con này đang ở trên thị trường, nó đang chuộng con này lắm, tại vì con này nó có hai tầng số nè, hai cấp số nè, một bên ngoài là 35 tức như là chậm đó, khi anh em gạt thôi vậy là nó đi sẽ chậm nè, nó sẽ chậm, khi anh em sẽ gạt vô bên vậy là nó sẽ nhanh đó, nó 120 là sẽ nhanh. Còn trên giữa anh em mà không sới nữa thì trên giữa là nó sẽ bông đo đó, trên giữa bông đo, gạt bên này là chậm, vô trong là nhanh. Rồi để em tiếp mình anh xem. Số nhanh nè, mình quay chậm nè. Nghe thấy chậm không? Cái con này nhanh. Rồi, nó thao tác đơn giản thôi. Người lớn tuổi hay là trẻ em mười mấy tuổi gì cũng làm được hết. Nên là cào cào. Con này là nó có hai cấp số nhanh chậm, con này là không có. Con Mogul không có cấp số nhanh chậm, nó chỉ có con thôi. Còn con này là con tên E35 này là nó hai số tiến một số lùi. Con này đặc biệt, con này là có thể anh em gắn bỏ bánh xe vô, anh em kéo đồ mốt, hay là anh em bỏ cày về sau, bỏ cái cày về sau, mua cái cày của mới bỏ về sau, nó cày vẫn được, cày ép luống hay cày lọc đều được. Rồi vậy anh em mà coi nha, chào anh em. Đấy, xong anh em nha, đây là 3 con, 1, 2, 3, 3 con máy cày này. Thì nói chung là loại này thì em không biết nên ông anh em ổng review cho anh em xem. Đó, nãy giờ chức năng con này 5.8, hai con kia là 4.8, mỗi con này con số 1, con số 2, con số 3. Rồi một lát nữa em sẽ gửi cái số điện thoại của ông anh em ở bên dưới, anh em nào ưng 3 con này. Đấy, và điện thoại trực tiếp vào cái số điện thoại đó là ông anh em sẽ chốt cho anh em nha. Đó, và số 1, số 2, số 3. Đó, hàng toàn bộ thì bao ship và bao sóng cũng như là anh em nha. Nói chung là trên video em test như thế nào, em sẽ gửi về y như vậy cho anh em. Đấy. Rồi, hôm nay em đang tập làm mấy cày nên anh em xem được con nào ủng hộ em con đó thì em cảm ơn anh em luôn. Rồi em xin cảm ơn tất cả các anh em nha. Em xin kết thúc cái video đây, chào tạm biệt anh em ha.